Chào các bạn, mình xin giới thiệu chiếc đồng hồ Swatch GK26. Đây là chiếc đồng hồ mà được sản xuất từ Thụy Sĩ khoảng những năm 2010. Nó có tên là 19, tức là dành cho những tuổi vị thành niên. Đấy, thì tuổi vị thành niên thì thực ra thì ở mỗi nước có một quan điểm khác nhau. Đấy, nhưng mà nói tóm lại là theo mình cũng được biết thì nước mà quy định tuổi vị thành niên cao nhất là 19 tuổi. Còn đa số là 18 hoặc 17 tuổi trở về. Đấy, kéo xuống 13 tuổi. Như vậy nói tóm lại là cái đồng hồ này dành cho các bạn gái cái lứa tuổi khoảng từ 13 đến 18, 19 tuổi. Kích thước nó là 34 mm. Không kể núm. Đấy. Đặc trưng của dòng đồng hồ Swatch này thì là bao giờ cũng là gọi là đồng hồ trong suốt, tức là kể mặt trước mặt sau cũng thế. Và người ta sản xuất từ silicon cao cấp và nhựa đây, dây silicon này này. Cái loại dây này thì bền lắm, chắc là dùng được chỉ được khoảng 100-200 năm thôi chứ không được hơn. Đấy, mặt ở đây. Đấy, đây là dòng đồng hồ quắc cao cấp của Thụy Sĩ. Để mình mở ra cho mọi người nhìn nhé. Đây, nó đây. Đấy, dây nó đây. Dây nó rất chỉ là mềm. Đấy. Nhưng mà cái mềm của nó là mềm bền. Trong người ta có gần như là kim tuyến người ta giải vào giữa ấy. Nhưng không phải dài theo kiểu của Trung của nhà mình đâu. Đây, phía sau là pin ngoài. Đặc trưng của dòng Swatch này là pin ngoài. Máy cái gọi là máy lộ đấy ạ. Đấy, máy nhìn xuyên thấu đấy ạ. Còn pin là pin ngoài đây chỉ vặn cái ra là thay pin thôi, chứ không liên quan gì máy móc cả. Thay rất đơn giản, ai cũng thể thay được pin cái loại máy này. Đấy, đây. Chiếc này là GK216 19 dành cho tuổi teen. Còn nguyên hộp. Đây ạ. Hộp đây, xem nào. Mình xem thông số nào. Chịu được 3 ATM nước. Đây là tiếng Thụy Sĩ, tiếng liên quan tới cả tiếng Latin và tiếng 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 Pháp. Đấy. 100 feet 30 mét. Anti-chock. Rồi. Đây, chiếc đồng hồ của các bạn đây. Đấy.